đoạn cấp 1 rồi ạ. Họ đã có thể là triển khai, đã có thể lấy tiền từ ngân hàng rồi. Còn đối với chúng ta ngày nay, chúng ta bây giờ tiếp cận dự án trên đây những người cũ thì chúng ta cũng làm bổ sung thêm, chúng ta sẽ lấy thêm tư tưởng mới, những bài giảng, những kiến thức của tôi vừa giảng xong hay vừa giảng trên kiến thức giảng trong buổi học đấy ạ. Và chúng ta buổi học chúng ta sẽ bắt đầu như vậy. À, chúng ta sẽ nói về nước, chúng ta sẽ nói về cách uống nước đúng cách. Ở xong rồi mọi người đã uống nước chưa? Rồi thế này thế nọ, nào cái lọ rồi cái chọn cái chai. Là như vậy và bắt đầu các cái video rồi là cũng có những cái thứ như thế này. Thực ra đây chính là một quy trình của một cái bài hội thảo luôn, chúng tôi lồng ghép hai cái nội dung vào nhau. Cho nên là bác nào đối tượng nào chúng ta sẽ chất lọc thông tin ở đối tượng đó được không ạ? Được ạ. Ủng hộ cho giảng viên lên tràng tay lớn đây ạ. Và nước tinh khiết, chúng ta biết là lời dùng nước tinh khiết có thể bị ngứa ạ. Đây không phải là do là chúng ta tự nói đâu, mà là vì các nhà khoa học thì người ta cũng nói rồi. Đấy, và chắc chắn là này các bạn nhá. Thì ở đây chúng ta có bảo là nhập khẩu từ Mỹ, chứ đến đâu có từ Mỹ. Mỹ nào nhập cái này về, hoàn toàn 100% là nhà bên Mỹ. Thì China, và hiện nay chính bản thân chúng ta có nhiều người đấy đã tự mua nguyên liệu về làm sao đi. Cái cậu lái xe tôi, cậu bảo gì ạ? Cô muốn là cháu lắp nổ cô cái máy aero, cháu đi mua quả này, có quả này, có quả này, cháu tự lắp cô. Có cái thùng tôn này, tôi bảo bạn theo đóng hộ. Nó chỉ ra chắc độ triệu mấy một cái rồi, triệu hai, đúng rồi, cháu lắp cô chỉ khoảng triệu hai. Đấy, cái cô gì nhầm đâu thì đến 2 triệu là cái gì, cháu còn 800 đưa cháu, cháu đi đánh chén. Họ bảo bạn nhầm, đây. Nó có cái gì? Thôi mình không nói về đó, mà chỉ nói nhạc giá cả thì nó là kinh doanh. Mình sẽ nói về cái công nghệ. Thứ nhất là nó chảy ra nhiều nước. Nếu mà ta muốn lấy được 3 lít nước thì ta phải bỏ đi 7 lít nước, đúng như vậy không ạ? Chảy rất là nhiều. Thế mọi người bảo chứ công nghệ cái máy này nó sạch chê nhỉ? Eo ơi, công nghệ 10 lít nó chỉ ra là 3 lít thôi. Nhưng mà chúng ta lại lấy cái nước mà chúng ta được 13 lít, chúng ta đủ 10 lít, chúng ta lại cho qua cái máy nào, nó lại chảy đi bất cả gì? Lại bất cả gì? Có nghĩa là cái nước nó chảy đi nó không phải nước bẩn mà nó thuộc về công nghệ. Công nghệ là công nghệ truyền thống của Aero, nó không có đủ tốc độ. Cho nên là ông nọ trong thu có mang đến một kia đến Thu Lan ấy, mang đến nhà chùa bên dân hiếu xin hãy ghi mấy công nghệ mới của chúng ta là với tốc độ chảy đó là 50 lít nước chảy giờ. Thì sướng quá là ông nội này đủ cái nhà chùa này thế lớn là có thể uống được rồi. Còn kia người ta dâng ra đến mấy máy mà có lúc mà đang cần nước thì nó cứ gì gì như nó đánh nhận ấy ở nhà có chỉ không chịu được, và thầy cũng chưa nói đến cả cái bất lợi khác. Thế thì là đến cái nhà sản kia là mất điện là chị tìm ơi, cái điện có phải một đêm hết đó mà người chuyện điện là quý hiếu, còn cả cái càng dùng càng rẻ, chỉ có mỗi cái anh điện được là gì, càng dùng là càng gì ạ, càng đắt mà cứ đắt là kinh doanh là gì ạ, đặt cái số là thu tiền chả biết là thật sự như nào, có không ạ? Có không ạ? Đấy, phải biết kìa nhá. Bây giờ là nhà ông có một thứ không thực hiện rồi là gì ạ? Mà mày cũng muốn độc quyền thì cũng khó nhá. Cái này điện này không thể sang đi tăng chia mua được, mà mình cứ bắt buộc phải mua cái điện gì để được tương tác với tôi, chủ một điện tiếp tục. Bây giờ đây có ai làm điện lực thì lỗi nhé. Và là sao ạ? Là gì ạ? Là không còn khoán nữa, vì nó là luôn. Nó giống như là cái anh ung thư ấy. Cái anh ung thư là đi chạy phòng tay phóng xạ bằng phát là gì ạ? Dụng luôn hết tóc, dụng cả lông luôn. Đấy là gì ạ? Tế bào của chúng ta là tế bào tốt nó cũng gì, nó cũng triệt, mà xấu nó cũng gì, nó chỉ hết. Có nghĩa là thay nhà là cái mạng của nó là nó biết tí thì đi, nó đi qua nó không đi qua, nó chẳng còn nó cái gì đi qua hết cả. Thế bây giờ chúng ta biết nước nó vào cơ thể chúng ta, nó tạo ra các cái phản ứng sinh hóa thì nó phải là cái dạng ion, nó phải là gì ạ? Nó vào cơ thể chúng ta là gì ạ? Tế bào nhá, là nó chỉ cho ion đi qua, nó không cho phân tử đi qua đâu, đúng không chị ạ? Đây đúng không ạ? Mọi phản ứng của chúng ta là đều gì ạ? Xảy ra dưới cái dạng ion. Đấy, chứ là gì ạ? Chúng ta nhìn thấy oxy vào trong người chúng ta, muốn đưa vào cơ thể của người chúng ta cũng phải gì? Trở thành O2 thì là A trừ. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn thấy mà một cái loại nước, đây là nước trơ và nước chất như vậy của nhau. Chúng ta lấy nước từ cái máy RO hoặc là mua thẳng luôn cái chai nước Aqua thì biết này, đổ ra thảo cá cho nó sống được mấy hôm. Chị thì nó sống được 3 hôm được nào, 5 hôm không thì chán chiều chết luôn. Bởi vì con cá nó cần có ô gì? Oxy. Nhưng mà cái nước chơi đấy thì oxy không hòa tan được của nó. Chúng ta lấy lên như vậy. Nhưng mà như thế thì có thể ta là 70% là nước được nào không đâu? Trong máu đang thành phần là nước không? Có không? Có cần dẫn oxy không ạ? À đấy, nó phải được sinh đi sinh hoạt không ta. Nhưng mà chúng ta còn quá ở trong người là chúng ta lấy được rồi. Chúng ta chỉ
cần lấy khoáng duy nhất đó là khoáng chất gì? Khoáng chất ăn mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta ăn nhá, cây rau xà lách ý, người ta chỉ giống có gì ạ? Một hôm, củ su hào lồng ba hôm, rau cải chỉ giống hai hôm, cho nên để thì lượng khoáng chất nó rất là ít. Mà gì ạ? Là cái cây ấy nó may mắn nhất là cái chỗ nó thực vào cái con vật đây là gì? Nó còn ăn con trâu, nó ăn cỏ. Và nó lấy cái vi khoáng từ đất, từ gì ạ? Thực vật như vậy, nó đưa vào cơ thể con người chúng ta. Tuy nhiên là lượng khoáng của chúng ta thì rất là thấp, không đủ yêu cầu. Và họ bảo là những người mà tôi bây giờ tôi mới tìm hiểu về công nghệ nước, tôi cũng thấy là gì ạ? Mọi người nói là cái kết quả là tôi như cái máy xịt, như người ta nói là cái máy của tôi nó đắt, cái máy người bình thường là 4 triệu, là 3 triệu, máy của tôi là gì ạ? 5 triệu, 8 triệu, thì tôi có thêm một khoản lớn xịt mà. Thế bây giờ các bạn anh chị có biết là người mình cần bao nhiêu các loại khoáng không ạ? Chỉ có lòng đất là gì ạ? Tự nhiên, chỉ có đất mẹ ở nào là nơi chúng ta sinh ra, nơi ta trở về ấy, nó mới là tự nhiên. Nó sinh ra từ cát bụi mà, lại trở về đâu? Cát bụi mới biết mình cần bao nhiêu loại khoáng. Nó sẽ đi vào cái cây, nó sẽ đi vào gì ạ? Nguồn nước thì nguồn nước uống của chúng ta bình thường này, để mà biết được mình thiếu bao gì, bao nhiêu, những con người biết mình thiếu bao nhiêu ở xung không? Nó là vi lượng mà, để có những người giỏi nhất ở Việt Nam này không thể biết được cơ thể của họ thiếu bao nhiêu để làm gì ạ? Mà bổ sung lượng hơn gì ạ? Mà cái này nhá, đủ thì thiếu cũng rõ, đủ thì được, nhưng mà thừa thì lại càng gì? Tòi gì ạ? Tòi gì? Tòi tòi. Đấy, là như vậy nhá. Cái công nghệ ở đâu này? Thế thì các cái những người mà người ta kinh doanh cái máy nhá, em rồi thì họ có một cái thiết bị. Chính bản thân tôi là ngày xưa tôi cũng không hiểu. Tôi thấy người ta đi giảng cái RO, người ta có cái máy tự phân này mua 300.000, sau đó mang về tao không cung nước, nó là tự nhiên đến nó sủi lên một đốc, giống như là nước ở khu vực dưới bãi Tân Châu vừa làm mọi người nghe chứng tình quá. Mình vẫn không tìm hiểu sâu về công nghệ, mình không hiểu cái thiết bị này. Đến khi mà tôi đi tập huấn này, tôi mới hiểu là hóa ra cái này phải làm, nó không phải là cái để mà gì ạ, để mà mình làm, mình làm được nữa. Nếu mà mình vẫn cứ tiếp tục ở nào mà giới thiệu cái máy điện phân này như này, có lẽ mình sẽ là cái người mà mang lại cái nghiệp rất là xấu, không tốt. Cái nghiệp xấu có nghĩa là cái nghiệp gì ạ? Không tốt cho mình sau này. Cái anh kỹ thuật đâu rồi? Vào chờ xem cái này nha. Kiểm tra tôi cái micro, cái âm thanh. Cái đoạn này nó đang giới thiệu về là giá thì chỉ là nhập vào hơn 100, bán ra thì 200, 300 tùy theo. Mặc dù không có chứng nhận của cơ quan chức năng nào như vậy. Và cái này là chúng ta đi làm thì chúng ta phải nói cái này là ấy. Tại vì nếu không thì mấy cái anh bán máy ở đâu ơi, anh lại mang cái nước nguyên khoáng ra ra này lại làm gì ạ? Anh lại mang cái máy này thử để bảo là bọn làm bán cái nước nguyên khoáng này là bố láo rồi nè. Tiến sĩ Vũ Hồng Nam đã khẳng định phương pháp này. Mời lại đâu nhá. Đồng tình với quan điểm này, phó giáo sư tiến sĩ đây. Chúng ta lại có thể dùng để kiểm tra chất lượng mỹ phẩm đồ dùng hiện tại được bán khá nhiều trên thị trường Hà Nội. Nhiều người tiêu dùng đã sẵn sàng rất nhiều để mua thiết bị này. Và thiết bị này có hợp pháp? Phóng sự sau đây là câu trả lời từ phía các nhà khoa học và cơ quan chức năng. Phố Trường Chinh, con phố tập trung nhiều cửa hàng bán thiết bị làm nước của thủ đô Hà Nội. Nói chung là như này này, cái sự hiểu biết của con người ta ấy, thì nó sẽ thay đổi theo thời gian. Cái mà mình biết thì trên trọng hạn là phản là như vậy. Thế thì mình cứ là dần dần mình đi học, mình học được càng ngày mình càng biết. Cái đúng nó sẽ thay thế cái chưa đúng. Đấy. Rất mong quý vị.
thì phải bán.